Chào tất cả các bạn, thưa hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 17 cái cần câu lục nha. Câu lục và mình có chiều dài là từ 3m9 cho đến là 4m rưỡi, 4m55, và giá mình báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Ship của toàn quốc bên mình là 40.000 một đơn với cần, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và lô này là lô cần phíp nha các bạn, cần chất liệu phíp. Và hôm nay là lô này là mình đồng giá là 450.000 một cây. Từ số 1 đến số 12 là 450.000, từ 13 đến 17 là 400.000 nha. Và ở đây mình có cây số 1. Từ số 1 đến số 12 là giá 450.000 một cây, và mình không báo lại giá nha. Cây này là cây số 1 này. Cây số 1 ở đây mình có phần chui như thế này. Gốc này mình đo được là phi 29 ly. Phần gốc của nó là được quấn BU giả da như thế này các bạn. Bát của nó là bát Fuji S8. Cây này là một cây ISO khen lớn. Hiệu của nó là hiệu Enrique, hàng nội địa Nhật, dài là 4m2, ngọn số 5. Cái này thì phần ngọn của nó là 2.44 ly. Khoen của nó là khoen Fuji loại đá xám. Đây. Cái này thì có tất cả là 6 khoen vô và đầu bu, khoen Fuji đá xám. Bát của nó là bát Fuji FS8, bát gập. Các giống ở trong. Ngọn 2.44, các giống ở trong như thế này các bạn. Màu của nó là màu nâu với màu sọc trắng như thế này. Đây có sờn xước cái phần giống kề gốc này. Giống kề gốc các bạn. Giống hoa đầu tiên. Cái này là cây số 1 hiệu Enrique của Nhật. Cây số 1 này nặng là 580g, thu gọn về 1m. Số 1 giá 450. Tiếp theo số 2. Số 2 là tương tự luôn nha các bạn. Cái này là cũng cây tương tự luôn. Cây này cũng là hiệu Enrique của hàng nội địa Nhật. Và là 4m2 ISO khoen lớn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Phần gốc của nó là quấn BU dạ da. Gốc này mình đo được là phi 29 ly. Bát này là bát Fuji bát 8. Khoen Fuji loại đá xám, cây này thì có 2, 4, 6 khoen vô cùng và đầu buông. Dài là 4m2. Cây này thì ngọn của nó là 2.5 ly. 2.44, 2.5. 2.5 ly còn ngọn của nó như thế này. Độ cứng thì cây này cứng tầm khoảng 6H trên cầm tay. Ở đây nó chảy xuống. Giống kề gốc là có sờn xước không? Giống hoa đầu tiên nha. Có tróc sơn ở đây nha các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này là cây số 2, nặng là 580g, thu gọn về 1m, số 2 giá 450.000. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 ở đây mình có cũng là một cây tương tự nha các bạn. Cây này cũng là cây ISO khoen lớn của Enrique luôn, hàng nội địa Nhật, giờ là 4m2, ngọn số 5. Phần gốc của nó là quấn BU dạ da, gốc này phi 29 ly, bánh này là bát Fuji FS8. Khoen Fuji là đá xám, cây này thì có tất cả là 6 khoen vô cùng và đầu bu. Cái này thì ngọn của nó là 2.44 ly. Dài là 4m2 ISO khoen lớn, cứng tầm khoảng 6H bên cần tay. Phần ngọn của nó như thế này. Có trầy xước ở đây như thế này nha. Cái này thì ngoại hình có sờn xước như thế này nha các bạn. Giống hoa đầu tiên này. Cái này là cái số 3. Cái số 3 nặng là 580g, thu gọn về 1m. Số 3 giá cũng là 450. Lô này lô đồng giá nha. Từ số 1 đến số 12 là đồng giá là 450.000. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 ở đây mình có là một cây cần 3m9, cứng DX của NST, hàng nội địa Nhật. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần chui như thế này các bạn. Phần gốc được quấn nhựa.
Cái này gốc đo được là phi 30. Bát của nó là Fuji bát 7, có trầy rước ở đây. Khoen này là khoen Fuji là đá xám, cái này thì có 2 4 6 khoen bu và đầu bu. Dài là 3m9. Độ cứng nó là cứng DX, cứng là 25. Ngọn này là 2.8 ly. Còn ngọn nó nói như thế này. Cái này thì có sườn xước nhỏ nhỏ như thế này nha. Đây, có sườn xước nhỏ như thế này. Giống là giống kề gốc các bạn, giống kề gốc thì có rầy xước như thế này. Giống là đầu tiên này. Cái này là cái số 4, nặng là 480g, thu gọn về là 92 cm, số 4 giá 450. Tiếp theo là cái số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây của Waco, Waco hàng Cora xuất Nhật. Cái này là dài 4m2. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, màu nó là màu đỏ nha. Còn chui như thế này các bạn. Gốc này mình đo được là phi 31 ly. Bát của nó là bát Fuji S8. Bát Fuji F8 bát gập. Khoen của nó là khoen Fuji. Loại đá xám, cái này có 2, 4, 6, 7 khoen bu và đầu bu. Dài là 4m2. Cái này dài 4m2, cứng 25, ngọn của nó là 285 ly. Phần ngọn của nó như thế này. Có sơn xước nhỏ như thế này. Có rầy xước ở đây. Giống là giống kề gốc này các bạn. Có sờn xước như thế này nha. Giống hoa đầu tiên. Cái này là cái số 5, nặng là 520g, thu gọn về 98 cm, số 5 này giá 450. Tiếp theo là cái số 6. Số 6 ở đây mình có là một cây này là của Subcat, hàng nội địa Nhật. Cây này là dài 4m5. Màu của nó là màu giống như màu cam cam các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Phần chui như thế này nha. Gốc này thì được quấn nhựa. Gốc mình đo được là phi 32 ly. Bát của nó là bát Fuji H7. Khoen Fuji là xứ đá xám. Cây này thì có 2, 4, 6 khoen hùng và đầu bu. Dài là 4m5, cứng 25. Ngọn của nó là gần 3 ly, 2.98 3 ly nha. Phần ngọn của nó như thế này. Các dòng ở trong có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Phần ở đây là người ta chiết keo như thế này nha các bạn. Keo nó giữ khoen. Nói chung là cái đó là người ta tự chiết hơn, nó cũng không ảnh hưởng gì nha. Cái này gỡ ra, các bạn cạo ra vẫn được. Giống hoa đầu tiên. Ngoại hình tổng thể này. Cái này là cây số 6, nặng 520g, thu gọn về là 103 cm, số 6 giá 450.000. Số 7. Số 7 ở đây mình có là cây đai hoa. Cái này là cây đai hoa, dòng là dòng AC Power, dài là 4m5. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái này thì gốc khá là lớn. Gốc của nó mình đo được là phi 34 ly. Gốc được quấn nhựa như thế này. Bát của nó là bát Fuji bát 7 bát gập. Khoen Fuji là đá sáng. Cái này thì có 2, 4, 6 khoen mu và đầu bu. Dài là 4m55. Ngọn đó 2.8 ly, cây này độ cứng 25. Còn ngọn như thế này. Cái này thì gốc nó hơi lớn nha các bạn. Gốc nó là thuộc dạng gốc lớn.
là cần này dài 4,5 m, cũng hơi nặng nha, cái này cũng hơi nặng. Còn giống về gốc có sườn xước, cái này thì sườn xước nhỏ thôi, ngoại hình tương đối giống hoa đầu tiên như thế này. Cái ra cái số 7 nặng là 650 g, gốc này là gốc phi 34 ly nha, phi 34 ly. Cái này thu gọn về là 104 cm. Số 7 giá 450. Tiếp theo cái số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây Olympia sub dài là 3,9 m, cứng 30, hàng liền Nhật. Màu đó là màu đỏ nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Phần gốc như thế này nha các bạn. Gốc này mình đo được là phi 28.2 ly. Cây này thì gốc nhỏ. Bát của nó là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá xám. Cây này thì có tất cả là 5 khoen mua cùng đầu bông. Dài là 3,9 m, cứng 30. Ngọn của nó là ngọn 3 ly. Cái này ngọn 2.96, 2.97 là gần 3 ly nha. Còn ngọn như này. Có sờn xước rồi đây. Có rồi, xước còn giống kề gốc như thế này nha. Giống hoa đầu tiên. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cây này là cây số 8, nặng 480 g, thu gọn về là 110 cm. Số 8 này có giá là 450. Số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây đai hoa. Cái này là dòng đai hoa AC Power. Dài là 4,55 m, cứng 30. Cái này thì gốc lớn. Số 9 và số 10 là hai cây giống nhau nha các bạn. Cùng hàng của đai hoa luôn nha. Cùng dòng đai hoa AC Power. Dài 4,55 m, cứng 30. Phần gốc của nó như thế này. Gốc này là phi 34.2 ly, gốc lớn. Nặng là 670 g. Cái này bát của nó là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá xám. Cái này thì có tất cả là 6 khoen vô cùng là đầu bu. Khoen của nó là khoen Fuji đá xám. Dài là 4,55 m, cứng 30. Ngọn này là ngọn 3 ly. Phần ngọn của nó như thế này. Ngọn là có sơn, sự tróc sơn nha các bạn. Cái này là vết tróc sơn nha. Cái này thì ngoại hình nó sườn xước ít, góc lớn hơi cần hơi nặng một tí nha. Cái này là gốc của nó là phi 34.2 ly và nặng là 670 g. Cái này là cây số 9, số 9 giá 450 nghìn. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 ở đây mình có là một cây đai hoa EC nâu, đai hoa EC dài là 4,55 m, cứng 30. Cái này thì ngoại hình nó cũng nói chung là nó tương tự như cây số 9 nha các bạn, tương tự như cây số 9. Phần gốc của nó là phi 34.2 ly, gốc được quấn nhựa như thế này. Bát của nó là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá xám, có tất cả là 6 khoen mua cùng cái đầu bu. Ngọn đây là ngọn 3 ly. Còn ngọn nó như thế này. Cái này thì ngoại hình nó cũng trầy xước ít nha. Giống hoa đầu tiên như thế này. Cái này là cây số 10, nặng 670 g, thu gọn về 104 cm. Số 10 giá là 450. Tiếp theo là cây số 11. 11 ở đây mình có là một cây của hiệu này là hiệu Emry, hàng nội địa Nhật. Cây này là dài 4,2 m. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc của nó đo được là phi 31.5 ly. Bát của nó là bát Fuji hết 7.
Quen Fuji là đá xám, cái này thì có 2, 4, 6 quen vuông và đầu bung. Dài là 4m2. Ngọn của nó là ngọn 3.1 ly, độ cứng cái này là cứng tầm khoảng 27. Còn ngọn của nó như thế này. Đây, giống kề góc có sơn xước nhỏ nhỏ như này. Giống hoa đầu tiên này. Có rầy xước ở đây nha. Cây này là cây số 11, 11 nặng là 560g, thu gọn về 97 cm, 11 giá là 450. 12 đây mình có là một cây của Casting, Casting May, hàng Cora xuất Nhật, dài 3m9, cứng DX, cây này cứng tầm 25. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, phần gốc của nó như thế này các bạn, gốc này đo được là phi 29 ly, phần này là phần dính keo nha, cái này dính keo dính bẩn này. Phi 29 ly, bát của nó là bát Fuji S7. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có 2, 4, 6 khoen mô vùng và đầu bung, dài 3m9, cứng 25. Ngọn này là ngọn 3.1 ly. Ngọn này là 3.1 ly, còn ngọn nó như này. Có sơn xước nhỏ nhỏ nha. Đây. Giống kề góc có rầy xước nhỏ nhỏ như này. Giống hoa đầu tiên. Cái này là cây số 12, nặng 480g, thu gọn về 92 cm. Số 12 giá là 450. Từ số 13 đến số 17 là mình đồng giá là 400.000 nha các bạn. Cây số 13 này. Cây số 13 này là một cây xuất sắc, hàng Cora xuất Nhật, dài là 4m5. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, phần gốc được quấn nhựa. Lúc này mình đo được là phi 30.5 ly. Bắp của nó là Fuji S7. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có tất cả là 6 khoen mô vùng và đầu bung. Dài là 4m5, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.76 ly. Phần ngọn của nó như thế này. Phần ngọn này là bị tróc sơn nha các bạn, tróc sơn. Cái này thì ngoại hình nó hơi sờn xước hơn nha, có rầy xước, dạ, xước cát chọc dọc nha. Đây. Giống hoa đầu tiên này. Cái này là cây số 13. Gốc nó đo được là phi 30.5 ly, nặng 560g, thu gọn về là 173 cm. 13 giá là 400. Tiếp theo cây 14. 14 ở đây mình có là một cây của hiệu Victory, hàng Cora xuất Nhật, dài là 3m9. Ngoại hình tổng thể như thế này, màu của nó là màu xanh lá cây. Phần gốc được quấn nhựa nha. Phần gốc như thế này các bạn, gốc này mình đo được là phi 30 ly. Phi 30, bát của nó là Fuji S7. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có tất cả là 6 khoen mô vùng và đầu bung. Dài 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được, ở đây. Ngọn này mình đo được là 2.89 ly, gần 2.9 ly. Phần ngọn này, phần ngọn nó tróc sơn như thế này. Nó có trầy xước nhỏ nhỏ như thế này nha.
ngoại hình từ từ coi 13 đến coi 17 ngoại hình nó trầy xước rồi bán giá thấp luôn nha các bạn. Đây có trầy xước thì cần sức thì mình cũng còn chỉ có mười mấy cây này thôi, nên là mình bán cho nó hết luôn. Cái này là cái số 14 nặng 480g, thu gọn về là 90 cm, số 14 giá 400.000. 15 ở đây mình có là một cây của Swinsup, hàng Cora xuất Nhật, dài là 4m2, cứng 30. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái này thì gốc của nó khá là lớn nha, gốc lớn, gốc này là mình đo được là phi mình ghi nhầm ta. Gốc của nó là phi 32 ly nha các bạn, gốc phi 32 ly. Nặng là 560 g, gốc lớn. Bát của nó là Fuji bát 7. Giờ là 4m2 cũng 30. Khoen Fuji là đá sáng, cây này 6 khoen mua ngoài đầu bu. Ngọn của nó là 2.75 ly. Cái này thì ghi cứng 30 nhưng mà độ cứng thực tế của nó tầm khoảng 25 thôi các bạn. Còn ngọn như thế này. Đây. Nó có bị trong muốn tróc sơn các bạn, tróc sơn phủ bên ngoài. Có bọc khí như thế này. Bọc khí này sau này nó sẽ tróc cái kiểu như thế này nè các bạn, nó sẽ tróc như thế này, tróc sơn bên ngoài nha, giống ngoài đầu tiên. Cái này là cây số 14, nặng là 560 g, thu gọn về 96 cm. 14 này có giá là 400.000. 15 ở đây mình có là một cây của Enrique, hàng nội địa Nhật. Cây này là Enrique Bishop Bish Caspian, già là 39, cứng DX, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, phần chui như thế này các bạn. Gốc thì mình đo được là phi 30.5 ly. Bát của nó là bát Fuji S7. Khoen Fuji là đá sáng, cây này thì có 2, 4, 5, 6 khoen mua ngoài đầu bu. Già là 3m9, già 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.9 ly. Ngọn của nó như thế này, có sơn xước ở đây nha, tróc sơn. Đây, có trầy xước như thế này. Giống hoa đầu tiên này. Cái này là cái số 16. Nặng là 460 g, thu gọn về 90 cm. 16 giá 400.000. 17. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng ở đây mình có là một cây nội địa. Cái này là một cây nội địa dài là 4m rưỡi. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc của nó, cây này là dài 4m rưỡi, cứng 25. Gốc của nó mình đo được là phi 31 ly. Gốc được quấn nhợ. Bát của nó là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá sáng, cây này thì có tất cả là 2, 4, 6 khoen mua ngoài đầu bu. Dài là 4m rưỡi, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 3.1 ly. Cái này cứng tầm 25, tầm 27 nha các bạn, cứng tầm 25 đến 27. Ngọn nó có trầy xước nhỏ nhỏ, có trầy xước nhỏ nhỏ như thế. Có sờn xước như thế này nha. Đây, cái phần sơn của nó này các bạn. Sơn này nó muốn bị tróc sơn. Trầy xước, còn giống kề gốc trầy xước hay nhỉ. Nói chung là cần thì mình bao khoen này, không khoe, không bị bể mẻ khoen, không bị dập giống. Các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn phôi
mình quay ngoại hình thì mình quay trên video, còn nói chung là không ảnh hưởng gì tới phôi hết, còn vẫn ok, vẫn xài bình thường nha. Cái này là cái số 17, nặng 560g, thu gọn về 103 cm. Số 17 này giá là 400.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 17 cái cần, câu lục, câu lăng C, câu lục đầu cần. Các bạn lấy cái nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.